cái gì vậy? Nó căng không chạy qua được. Hello mọi người yêu mến thân thương của mình. Hôm nay mình chuẩn bị kéo cá dao nè mọi người. Kéo lên cá tra dưới này là nuôi 2 năm trời mọi người. Bây giờ chuẩn bị kéo để bán hết ao luôn mọi người. Bây giờ anh em tập trung khiêng lưới đi đợi đồ kia. Đặng bung cái lưới ra chuẩn bị kéo nè mọi người. Đó, bắt đầu chuẩn bị khiêng nha. Cái lưới này nó nặng lắm mọi người. Nhóm thử nó nặng trên 100 mấy ký. Muốn nhất gì luôn. Rồi, ginh, chuẩn bị ginh vô trong mấy vậy? Ginh vô lúc trong luôn. Ginh lại kia, kéo cái một, kéo lại luôn. Cái điều không phải cái điều của mình nha mọi người. Điều của thằng cháu mình đi ngang, tình cờ mình gặp người ta chuẩn bị kéo mình nên quay chia sẻ cho mọi người xem nha. Mẹ đi! Ginh ghét quá lật luôn trời. Không có. Đây ginh vòng cái trong, đặng xả lưới ra kéo mọi người. Trời ơi trời. Ê, ê, ê! Lọt xong đi. Cao này nó rất to không mọi người. Cao là có trên 2000 mét vuông. Bây giờ mình chặn khúc cái này, mình chặn nửa ao rồi, mình kéo nửa ao rồi. Tại vì kéo một lần gì khoảng tấn cá. Cái đề này mình lượng nước ước lượng là khoảng là trên 10 tấn cá này. Ôi ông nội ơi, sao nó chạy dần lên trên trơn hả? Tút lên trên luôn, tút bọc vào đó luôn. Kéo trên kéo xuống luôn hả? Chạy lên trên kìa. Lên lại lại lên chảnh quậy luôn, quậy đùng đùng cho chai lại luôn. Ôi đây còn nhóc có chơi gần lưới nhưng mà chắc không nhiêu đâu. Nè, coi thử con cá luôn, mình coi luôn á. Ôi, mấy gỡ vô đây, điện không? Điện rồi đó. Cắm điện lên đó. Trời bắt đầu sụp tối rồi mọi người. Nè, nó còn nó hơi cho màu màu chút xíu à. Cái chút nữa mình kéo chắc mình quay cảm thấy thiếu ánh sáng không người cũng thông cảm này. Tại vì quay buổi tối mà. Giờ quay được cho mọi người xem tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà cũng nhất quyết là phải quay cho bằng được nha mọi người. 300 kg kém chi dài dữ vậy? Trời ơi trời, mấy tôi nói cãi mấy tôi đi. Thôi đâu trả lời khổ quá. Có lẽ từ từ cái xe xuống đây 300 kg. Vừa qua lên hết vô máy tiền lớn luôn đó. Quá trời nó dòm cá kìa chứ. Rút tóc mạnh luôn anh ơi. Ốp được rồi đó. Lên cá thử. Em tính đi xuống nữa. Chạy giờ dở hơn nước hết trơn. Mình mời mọi người đồng hành với mình nha. Cao là dữ lắm cá mọi người. Kéo luôn một cái là dài tấn cá chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nó thui luôn, hết đường luôn. Quá trời cá nó dở hơn rồi. Hôm nay quất lên cái lưới này chắc cỡ 4 tấn. Thấy. Hết thấy mấy ông kéo cá nằm đâu rồi. Cái lưới văng ngang còn thấy lưới văng mờ mờ. Nói đại còn đi. Đó. Em. Em à? Em à? Thấy rồi, không thấy bắt cá rồi, không thấy em rồi. Mới bắt được con biết em ta. Chuyên nghiệp mà mấy chục năm hả chú? Là cá có lý á. Cá có lý á. Cá bắt lại á. 30 năm rồi mà không có làm mà hồi xưa là lại đi kéo không à. Không có coi cá. Còn bây giờ là mấy chục năm nay là đi coi cá là nhiều. Bỏ ra xa. Hết thấy đường luôn. Tối thui mà thùi luôn. Anh bả anh sao gạch hết bảo rồi trời. Cá nằm trong lưới chắc dữ dần lắm mọi người. Người chính giữa hai người hay đầu kéo cái thứ người ta thu mùa thu không biết gì. Còn cá thì bây giờ nó gom lại nó làm gô kéo gom mình xong rồi nó cá quá trời nó ụp luôn rồi.
cá đó phải cá nào vậy đó, mẫu cái này mấy giờ ta? 7 giờ chưa? Không rồi, nó bầm mờ thịt tới chân rồi. Này, 7 giờ gom cái tay lưới này lên là chắc tới 10 giờ. Quá trời nào không rồi. Rút lại đi. Này phải là còn sớm kéo ban ngày luôn rồi. Có đủ ánh sáng coi đã mắt rồi. Bây giờ mình nhìn giờ mình chiếu mình quay mình thấy cái tay lưới mình thấy có hai con cá lằn lằn trong đùi. Còn mang câu cá giờ hết á. Còn cá nó gom lại được ngầu. Tay lưới này giờ dữ dằn lắm không rồi. Trên 2-3 tấn trong tay lưới này nè. Bây giờ lát mà xong xong xả ra bớt. Thì để kéo đứt lưới. Lên nó bảo đi không ơi. Này có cái lóc cũng cái lóc ký luôn á. Nãy giờ từ lúc xuống lưới tới giờ bung ra kéo tới đây là tới hơn tiếng rồi mọi người. Mấy ông nào cũng ngâm nước nãy giờ, ông nào lấy bình thường. Nãy giờ là rất là lâu rồi, không phải mấy mau đâu. Mình thì mình quay thí dụ như kéo vô khoảng chừng chục mét mình nó quay sơ lược một lần. Quay từ từ chứ không quay nguyên vẹn hết còn 18 tiếng. Lưới này nhiều quá nha. Ra ngoài luôn. Lưới này cả 2-3 tấn khỏe. Kẹo quá chăng luôn. Quá trời nhiều cá, ông này bắt đầu cũng rút gì cũng xả bớt mọi người. Nó không dở thì dừng hỏng lên trên nó đi sắc mé ra bớt. Chứ giờ mà kéo úp hết là bể lưới luôn. Bây giờ đi tới đâu rồi nó không kéo luôn, không có gì hỏng lên bỏ ra thôi. Cá ra trồng cho nó ra bớt. Đen luôn, dữ dằn lắm. Úp lên bờ xong lấy cây sắt đạn đâm chịu lại không nó giạt ra. Cao này lên là đêm nào cũng lên cho liên tiếp luôn, mà lên chừng nào hết ao thôi khoảng 7-8 đêm có chục đêm nếu đêm tắng mấy là có 7 đêm mà bắt đêm tắng là có chục đêm nó xong. Mình cứ quay một đêm đầu tiên thôi. Được. Mời cá rút về nắng luôn đây. Bụng chú này mốt để chín thảy cho nó. Cá vừa ngơi mắng lên đầu cây này nè. Rồi đắng luôn. Rồi. Nhảy ra không? Đó. Cá nắng lên bờ đi. Rồi cá này bụng hai cây sắt. Rồi đây chuẩn bị đem sọt lại gính cá không rồi nó chắc sọt cái sống đây là bà chủ dựa mặc áo xám với bà chủ đi à. Hai bà ngồi đây chủ đi mục đích là ghi cá không rồi. Ghi cá một sọt hai người ghi cho nó trùng hết. Đây ao chuẩn bị giết kéo lưới sát lại bắt đầu gính cá. Đây cá bắt. Cái này tới bắt trong mấy tiếng hồn nè, sọt ngang vậy nè, sọt ngang rồi bắt đầu là rồi có cái cây nào dài để bắt ngang ăn vô từ từ đó, cái chân cá nó ngoài nó dày quá đó, đùa vô đó, đùa vô từ từ. Mình kia nắm dịch vô cầm bỏ trong lưới này 2 tấn hả? Có đâu, tôi đổ khoảng chừng 100 ngoài ký gì cùng. Dữ lắm cá mọi người, bây giờ chạy gầm gầm cái này lên nè, ông là cầm cây để ông đưa từ từ cho nó gom nhỏ lại, lát là gác cái cây ngang mới xúc cá được không? Làm tới giai đoạn cũng lâu lắm á. Đây bắt đầu chuẩn bị lên cá. Có bao nhiêu đâu rồi, không có nhiêu rưỡi nhiêu cặp cái ngang mà rồi cá lên rồi hai anh kia nhắn tin nó, ủa sao điện không biết nhắn tin không xả bỏ bớt mớ còn cỡ này kéo lên cái rồi cân hai rồi dinh hết cái lưới lại trên 3 tấn cá luôn, không phải nó đùa đâu. Này khoảng 7 giờ mấy thôi, khoảng 7:20 là bắt đầu sọt xét rồi, bắt đầu chuẩn bị căng đồ chuẩn thủ nha. Hai bà chủ giữa bà chủ địa chuẩn bị nhậu ghi số liệu cá căng như hay là thọt cái cây ngang mà chặn cá không chặn để mình bắt lại không có vậy. Bây giờ nhiều quá là ông nó nhiều quá chuẩn bị hạ lưới xả chuẩn chạy một kia mới chạy lại còn kêu bớt chắc là nhiều quá mình đắt bắt hồi bị ngọt cái xin nó mệt cá đi xỉu
xả xả ra cho chạy được chút 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 bớt kéo lên là bắt được dữ lắm rồi. Cái đìa này từ nửa ký cho đến 5 ký luôn, cá là sao mà không có lớn đều, chút xíu bắt lên cho mình ký năm ký mà nhỏ quá thả lại, thả về nuôi rồi lắp đem về vào ao trong. Có mới cái chê đó mọi người, cái chê con nào cũng nấy là từ nhỏ là 2 ký bự bự là 7-8 ký rồi, mà con nào cũng mới cà ba nữa, chắc mình kéo gì dính cái chê ít hơn rồi, ai nó dính nhiều luôn. Cái cái chuyên nghiệp ta thấy gọn hơn rồi, nó chặn cái cây ngang vậy đó, đầu cá nó dồn mà kéo lên, nó dồn lên đâu này, còn đầu kia thì nó theo cái lộ trình tự nhiên bắt hết con mày lát rồi bắt đầu đua cá lại chặn cây gì nó bắt nữa, nó gọn gàng. Bây giờ chặn ngang xúc chỗ này nè, xúc một độ tỉnh này cũng 500-700 ký. Cá nó còn tỉnh đó, nó bỏ ngạo quá nữa cỡ không? Có cái móc đầu không? Con mệt. Đó lên cắn giả cho ba. Cái này hai móc có được, người. Ở đâu kiếm cái móc dài á. Ông đứng luôn nè, đứng gì ông móc. Không có vô. Đứng là có một vai mà một máng mà một vai bò đâu được. Ngựa quay, ngựa quay. Ngựa quay. Ngựa quay. Đứng bên đây tiếp được nè. Đó, được không? Được không? Không đây, đây nữa. Đó, thôi, chờ chút lên sao còn có. Đó, thì là ngon luôn. Nào con cá gớt là cá của mình. Cầm của mình mà. Để lửa ra mọi người, cá từ 1 ký 2 cho lên 4-5 ký bắt luôn. Nó có sọt già đỏ này là khoảng 3 ký mấy cho lên, sọt vàng là 1 ký mấy. Còn cá còn lại trong cái tỏ lá đổ vô sọt xanh này, cá là cá vàng. Thỏa ra cá ao kia nữa, cá ao kia nuôi lạnh. Cá nhỏ quá anh ta không bắt. Đây, cái sọt này mới giữ luôn rồi, xúc đẩy sọt luôn. Con bự ha, à. 1 ký luôn á, đó. Đó, con này nè, 1 ký nè, con. Hết, cá lớn mà bắt hết rồi, thì lọt cỡ cái hai, con mất cái hai rồi lọt cỡ cái bắt rồi. Còn cái ngõ này nhiều quá, cái ngõ này nhiều quá, chậm lớn, con lớn không bự. Cái này chắc 1 ký mấy nè, cái này 1 ký mấy nè, cái này 2 ký mấy nè. Kia 5 ký. Kia 5 ký. Cái này thả loại hả? Đúng rồi. Vậy à, có chết á, đụng bụng vô. Đi ra chỗ khác à, lấy giò đá đá, hồi cũng có chết á. Cái này lát lửa gì không mọi người, cái đổ lên xe, cái xe có nước thôi mọi người. Có bơm nước lên xe rồi có chạy oxy vô. Cá sống rồi mọi người. Con đã mua lại á, đúng là mà mua cá mà nó chặt luôn đó. Cá sống rồi mọi người. Nguyên cái tớp này là bắt bỏ tất cả các chợ. Chúc mình ra xe mình quay cho mọi người xem. Nhiều lắm. Trên xe mà chở chiếc xe mà chở cả khoảng tấn cá rồi mọi người thấy cái này. Nước chậm bình thiên rồi. Chạy bơm chạy oxy luôn nha. Đây là mấy người đang ở xóm đó mọi người. Mấy người ở xóm đang lại thấy cái cá lại cái xem thử coi nhiều cá không. Nãy giờ cũng cân cỡ 7-8 sọt đó mọi người, mình không có quen. Chút xíu mình quen mỗi sọt cỡ khoảng 30-30 ký mọi người. Sọt gì cũng nặng lắm, 30-30 ký thôi. Bữa nay vừa kéo cá vừa coi cá, coi cá nó điều cá mọi người, rồi người ta bắt có khoảng chừng 30 sọt. 30 sọt có khoảng 600-700 ký gì đó, không có bắt nhiều. Thì hôm nay mới bắt nhiều. Rồi thấy rất là nặng không? Đó, sọt gì là 33 ký. Bỏ lên xe rùa đẩy ra ngoài, đẩy ra xe lớn luôn. Đây ra ngoài xe lớn nằm ngoài cũng khoảng 20-30 mét nằm ngoài để theo cái đường mòn đó. Chút mình ra ngoài quay cho mọi người xem. Kéo cá lên cá vậy là bạch mà nắm đi đẹp rất là nhanh luôn. Chút xíu đẩy sọt, chút xíu đẩy sọt.
Nói cái sọt vàng này là sắt tinh canh cũng cũng khoảng ba mấy ký thôi, thầy gần về có ba mấy ký không đó, cũng 32 ký mấy nữa mọi người, quá trời. Cái nào nó nặng 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 không, hai cái bà chủ giữa với bà chủ địa ngồi đây ghinh thăm kêu bà chủ chứ mấy cái bà này cũng còn nhỏ tuổi đấy. Đấy ông đổ qua thì nó bị lây. Lây kia hả? Kia không có dọn trên dê với các cái chuồng nó bị đâm nhau cái gì? Đâm nhau nó chạy ra. Cá đâm nó khác. Cá bị nhiễm da nó khác. Rồi lên đi. Mọi người, ông mấy chục năm nghề, ông nói chắc là chính xác 100%. Ông nói cá có hiện tượng bệnh da ngoài da. Xe tải đậu ngoài lộ mọi người, mình mấy ổng cân xong ổng đẩy sườn ra mấy ổng hắt lên đây nè, mình quay cho nó mọi người thấy không, đang chạy oxy rồi, đang chạy oxy đổ cá này nước mênh mông lắm, nổi nước không hết mẹ nó tắn luôn, rồi cá thêm tắn là 2 tấn, cái xe là 3 tấn chở người ta nó vừa gom gì là chạy cái sống đi chợ đó mọi người, ok luôn đó mọi người thấy chưa. Mọi người nãy giờ ta bắt cần đủ cá mọi người, bây giờ ta xả lưới ra, bây giờ ta trong lưới còn mấy tấn cá ta xả bỏ để thôi sợ cá nó chết. Mọi người thấy có thích thì mọi người cho mình xin một like hoặc đăng ký, mọi người nhớ comment cho phần bình luận nha. Bye bye mọi người nha, bye bye phiêu quá nghỉ không.